Tối 11 tháng 7, tin từ Bộ Y tế cho biết có thêm 713 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc trong ngày là 1.953 ca. Trong đó có 1.945 ca ghi nhận trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có số ca mắc cao nhất với 1.397 ca, nâng tổng số ca mắc tại thành phố từ 27/4 đến nay là 13.012 ca. Hôm nay cũng là ngày cả nước và thành phố Hồ Chí Minh có số ca mắc cao nhất kể từ đầu đợt dịch đến nay. Chính phủ tiếp tục làm việc với thành phố Hồ Chí Minh khi số ca nhiễm ở thành phố tăng, tiếp tục lan về nhiều tỉnh thành, dịch bệnh ở một số địa phương tăng cao. Bộ Y tế chiều nay cũng công bố 4 bệnh nhân cao tuổi, trong đó 3 người mắc bệnh lý nền, tử vong do COVID-19. Hôm nay cũng đã có 71 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.